trong mình của chị với bé là thuốc không à, không cần gặp, nói chuyện điện thoại cũng dặn hết, khỏi đi một tay, đừng nên thử, đừng nên dở mặt. Ủa chụp hình ai mà còn đem lại hoài chứ, đời nãy giao hết rồi mà. Chụp sao đó, chị hai luôn thì chị hai ơi. Dạ hả? Hả? Ờ của chị xem. Giờ sao mà đẹp vậy trời, nãy không quất nhìn ghê luôn, giờ sao đẹp non tròn à. Gặp bé mừng mà không gặp, muốn gặp một lần đó. Không phải đâu, tại chị ôm trong đó là cái bông sen nó khó ra là nó vô người đi lên thì chị hết bệnh là bệnh đi hết rồi đó. Cái lần của em á là chữa nhiều chỗ mà chữa ngoài nó không hết. Có cái cô đâu ngoài này nè, rồi gặp nó đâu cho gặp. Chịu không cho cô vô, dụ nó đâu cho vô cả. Cái dòng đi này gặp bé cái lần nó tao. Anh chị là nhớ nghe anh trái dừa với nước trà mình ha đây. Tại vì trong mình của chị với bé là thuốc không à, không cần gặp, nói chuyện điện thoại cũng dặn hết, khỏi đi một tiền. Tại vì chị dặn anh Thảo là đừng cho số điện thoại khách hàng mình đi làm không có sể. Những cái công việc của chị nó nhiều quá, chị không có cho điện thoại ai. Chị phải đi làm chuyện đi bé Quý Sơn được. Nhưng mà chỗ đó thì chị từ chối mọi người hết là ở chỗ đó. Về mình không cần thông ra. Không biết nha, nghe thông bên ngoài nè nghe. Lấy tiền nha. Thôi. Ủa là cô bé chứ là thành tấm còn sao nữa. Hả? Ủa cái này nó có tấm hả? Sao rửa sao tôi mặc chứ vậy? Vậy chứ mày ốm đâu mày biểu à, mày rửa ốm. Trời ơi, hồi nãy tôi biết cái này phải tắm. Dạ, tắm cho tắm kia. Thôi hả? Tắm kia thôi. Trời ơi, tắm này đẹp ghê rồi ha. Tắm kia nó chung nó mỏ nhẹ quá không được. Đây là đơn giản mà đẹp quá ha. Trời ơi, đẹp. Trời không được, bữa làm gì? Bé chụp nào cũng đẹp. Quê mà thành tây ha. Lên hành đẹp á. Dạ, tao cho coi con. Đó, em con có nhỏ đâu, con kêu chụp cho con nhỏ. À, hồi nãy biết vuốt cái nhỏ luôn ha. À, con. Không biết mặt con lạ. Thằng Thảo chụp cái nó núp ở sau lưng Thảo mà. Thằng Thanh thì nó chụp chung mà, Thảo chụp là nó đưa cái mặt thôi chứ không thấy cái người nó đâu. Anh bớt bụng nhiều vậy Thanh. Cha em đó, nhất là đi hát á, đi làm MC nghe nó ngang. Sao mỗi lần bé lên ổng kêu bé về, ổng kêu bé vuốt cái bụng cho nó nhỏ đi. Từ mình vuốt chứ. Cuốn từ mình vuốt mới được. Cuốn cái hình vô. Cuốn là dưới cuốn lên. Ở dưới cuốn lên đúng rồi đó, nhưng mà cuốn cái hình vô trong. Cái hình vô trong. Con cắt cái tấm hình đó đi. Thôi để cho đem về. Để đem người ra được rồi, cho nó tắm nó đi. Đâu nó, nhà nó có rồi. Có rồi ai trả cho bé đi. Ừ. Chụp cái hình đem về nhà đó, nó để đó. Thường thành lắm. Kẹo Thảo không mà hỏi nó câu là nó mừng vậy, hỏi thăm nó mừng lắm, nó vui lắm. Nó là phải hỏi thăm nó vậy là nó vui. Đây cũng chứ không còn rồi. Cái này là bé. Về này chúc tôi về nha. Về về làm chuyện sớm cho một cái về chiều ra rồi. Về niệm Phật đi thì nghe cô nói bà lỗ tai à. Con gửi cho cô 8 chữ đó. 8 câu đó, cô về cô ngủ thì cô nghe. Mơ mơ mà màng thôi nha, chứ không phải ngủ mê mà nghe nha. Biết rồi, dân này ta cũng biết. Biết rồi còn lại hỏi thầy. Không có phải, tại muốn nhờ cậu bé thôi. Con muốn cái người này chỉ coi thôi, bệnh nó bệnh vậy á. Biết bệnh vậy thì đi bác sĩ đi. Thì có đi bác sĩ rồi thì nói gì. Không hết ở đây làm sao hết, không có ăn hết, nhưng mà nó
có chị lấy lá dừa đốt có coi hết không? Nó hết rồi mà từ từ á, nó từ từ rồi giờ muốn. Giờ muốn sao? Giờ muốn bao xe cậu nó đem lại nhà con nuôi hả? Không có, cô chỉ thêm á. Không lại coi cho con nghỉ mệt. Không nhờ, sợ đi lần lần đi về, giờ nghỉ thì nghỉ đi, ta biết mà. Giờ con không làm. Cô là con không làm. Tức là bé đi rồi đó cô. Là cái xác của cô hai. Không, chị nói vậy đó, giờ biết rồi, biết chắc giờ cô bé đi rồi. À, để tức là khi mà cô nhờ đó là bé dỗ dỗ đó là đã làm giúp cho cô rồi đó. Bởi vì con nói với cô người với cô á, từ cái lý do đó đó mà con dặn Thảo với Thanh là dứt khoát không cho bất cứ một người nào số điện thoại. Người thân con trong nhà bệnh con không muốn, con nói sao chỉ mô vậy đó. Không phải con ích kỷ, nhưng mà con nhìn cái tâm người đó có là con không phải đặt. Con nói thẳng với cô, người với cô, con bây giờ con chỉ cuốn những cái linh hồn nó chơi mà được. Con đem cho người ta về cái chỗ ở, người ta niệm Phật. Cơm canh ăn no ấm là con mừng. Còn người sống còn đi kiếm ăn được, còn người chết họ đứng họ quỳ gối, họ mưa gió mà đang họ xin ăn. Cô có thấy không? Cô đâu có thấy. Nên con lạnh cho đậm tiền của cô bác xa gần gửi về con, đó là trách nhiệm nặng con, chứ Thành phải ganh. Thảo phải là phải ganh. Con cái bệnh đó nặng mặt luôn, cái trách nhiệm của con Dương Thành Thảo làm. Nên con nói Dương Thành đừng nhận tiền ai nữa hết, đừng nhận bất cứ cái gì của ai hết. Con vẫn bỏ tiền túi con làm được. Con xin con của con nó cho con thường sức con cúng luôn, con đãi cho cô bác ăn luôn. Nên con nhận Thành Dương Thảo đừng nhận nữa. Trách nhiệm nặng lắm nha, làm sai là ăn đòn, không ai xin cho mình đâu. Giỡn mặt với người sống thì được, mình nhìn người ta, mình biết người ta ghét thương mình né tránh được. Còn cái vô hình thì đừng nên thử, đừng nên giỡn mặt. Người ta nói mình không nghe mà mình nói người ta nghe à. Tự nhiên con đã nắm thì con phải thấy, con mới làm. Cũng như bây giờ cô lên đó, ông bà cô bác cô ngoài đường xin ăn, con thấy không? Hồi nãy ta ngồi ta ăn đó, con thấy không? Cô ăn ở nhà cô có mời cô Quyền cô ăn không? Cũng là phải có mời chứ còn bình thường. Ngày võ thì cúng phải không? Không, cúng như rằm lớn hay gì vậy? Cô nhịn đói tới ngày rằm cô ăn đi. Chứ hằng ngày thì cũng có cúng hằng ngày. Bây giờ con thưa với cô nè, bây giờ cô khát nước cô nhịn một ngày được không? Nhịn đói hai ngày cô nhịn nổi không, mà đợi tới rằm cúng rồi cái bao tử nào mà chịu nổi. Đó, hỏi anh Thanh đi, cúng là tôi chụp hình tôi gửi hết để người ta thấy đó, người ta làm theo cho cổ quyền trong nhà mình được cái sự no, người ta mới ngồi dựng ta niệm Phật, ta cầu an cho mình, mình ra đường mới quý nhân giúp đỡ, công ăn việc làm nó mới suôn sẻ được, cái đồng tiền vui vẻ đôi bên, đúng không? Còn này thôi tới gầm mới ăn vậy, về nhịn đói tới gầm ăn nha. Hả? Kêu ra không để giữ tiền đi, đặng về làm đi nào rồi. Thảo ơi, mày thương tao mày đừng có nhận nữa. Thảo Thanh ơi, tao lại hai mày. Dạ, anh Hùng qua đem gửi điện. Dạ, con xin cảm ơn đó gia đình. Dạ. Sắc mày bé mạnh khỏe luôn. Con nhận câu đó đó. Con qua. Nhận cái câu đó đó. Bớt nóng nha. Nắm vô mà tay mày nó có đem vàng mà mày không nắm. Cái này về mày ngon rồi đó. Ngon rồi đó. Chưa ăn mà biết sao biết ngon. Tưởng đi. Dạ. Qua đi với cha mới nói. Dạ, cứ đi chút nữa con cũng về rồi. Dạ chứa mày ở. Thôi xin xíu anh thay đồ chuẩn bị về. Cho em nó về làm chi. Rồi. Còn tròn đâu rồi? Dạ đây cái gì để con tròn mà. Nếu các bạn cảm thấy video mình hay, hãy bấm like, bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.